Gonzi. Ôi hello, xin chào bạn Gonzi. Xin chào bạn. Bạn Gonzi ơi, bạn đi đâu đây? Hôm nay bạn Gonzi của chúng ta được nghỉ thứ bảy nên là bố sẽ cho bạn Gonzi về quê. Nhưng mà hôm nay có một sự kiện rất là đặc biệt đấy. Đó là thì hôm nay là có một sự kiện rất là buồn các bạn ạ. Bà nội với cả ông nội của bạn Gonzi là bị một bọn lừa đảo. Nó lừa đảo mất 30 triệu và cả một bọn luôn ấy. Một bọn xong nó lừa đảo mất 30 triệu đấy. Thế là ông bà buồn từ đầu tuần đến bây giờ. Và bà thì đấy lúc bà thì ngồi khóc các bạn ạ. Bây giờ thì ông thì ngồi buồn thiu đấy. Và bây giờ thì anh với bạn Gonzi sẽ về nhà gọi là động viên an ủi ông bà. Cách gì? Thế bà bảo là nó lớn thế con làm sao mà lấy được lại? Bố con á? Đi thôi, đi về nhà tính sau, tiếp tục đi nhá. Ok, bây giờ thì sẽ về xem tình hình ông bà như thế nào các bạn ạ. Bạn Gonzi về còn xách một thứ quà rất là nặng này ấy. Ngoài ra thì bạn Gonzi anh cũng còn xách này đấy các bạn nhìn đấy, quà này ấy. Nhưng bà tên bưởi mà đúng không? Nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại là cái bưởi này bố chồng đấy. Tân bao ngày xưa bố chồng mà. Bà Gonzi mua về bố chồng nhỉ? Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy bạn Gonzi đang ngao ngán không? Ngao ngán vì đợi cô Hoa. Đợi đến bây giờ là gần một tiếng hồ rồi. Một tiếng rồi. Một tiếng rồi à? Đấy, bạn Gonzi đến đây mà ngồi đây. Tôi nhìn dưới. Xong rồi chạy vào. Đợi mãi không được, lại chạy ra ngồi đây lại. Thỏ ngắn thỏ dài. Ôi khiếp. Mỗi một lần đi mà kiểu chờ đợi này à. Cô biết cô Hoa nói gì không? Nói gì? Cô Hoa bảo là tại vì bố con nên này về quá nên cô học mềm luôn. Kinh không? Đấy, nề mề xong rồi đổ tội cho người khác. Dã man. Thôi bây giờ hai bố con quyết định đi vào trong nhà cô Hoa một lần nữa. Rồi ok, đi. Ôi, vừa nói phát là bạn Gonzi dậy tút tít đến tận kia rồi, xa tít một tắt rồi kìa các bạn kìa đấy. Bạn Gonzi nhanh nhẹn lắm. Rồi kia rồi, không thể nào chấp nhận nổi luôn ý. Nói chung là không thể nào chấp nhận được luôn. Đang định đi về. Trang điểm gì mà một tiếng rưỡi đấy. Gia đình trang điểm à? Không trang điểm thì đi làm gì mà đây. Một tiếng rưỡi liền ngồi ở ngoài kia. Úi giời. Úi giời. Em mời anh rồi, em chờ anh đâu rồi, cho tôi em mời anh rồi. Khổ thân mà có gì không? Bảo hỗ trợ kiểu cái là sách đồ. Đưa đây. Đấy, đưa đây bố ấy cắt. Đưa bố cầm bên kia cho. Con bảo con ra con chỉ bảo cô ấy nên lên thôi. Đưa bố cầm bên kia cho nó lại. Không hiểu lý do. Đi. Ê, gia đình ngồi rồi, chậm chạp lắm. Ok, vậy là đã ra nơi rồi, ngồi ở trên đấy, không say xe gì hết, để tường điện đi. Coi, con phải bấm vào cửa xe ấy. Các bạn ơi, sau thời gian đợi một tiếng rưỡi, các bạn ạ. Đấy, bây giờ nhân vật chính mới đây này. Nhưng mà anh Gato thì không thể chịu được nổi. Bạn Gonzi ơi, bạn Gonzi nói, Gonzi ơi, Gonzi nói luôn đi, cả gia đình đó. Nói cho các bạn biết là chị San Si bao nhiêu thời gian. Gia đình một tiếng rưỡi. Đấy, một tiếng rưỡi, gia đình. 31 rồi. chắc là chị San Si một tiếng còn gia đình 30 phút đúng không? Gia đình, Linh sáng à, diện đã ủi. Mặc quần này này, xong rồi còn phải không hợp áo này này. Đấy. Xong lại mặc áo này này. Không hợp quần này này. Không hợp, con phải thay liên tục ấy. Thay liên tục á? Ôi thay trước mặt đã. Thay liên tục á? Không mặc gì đâu. Mẹ con cứ kêu là áo này con mặc được rồi, mẹ con cứ kêu xấu, mặc như con nhà quê. Ôi thế cuối cùng mặc áo xấu đấy. Sáng này kìa. Sáng này chứ. Sao đấy? Quê, mình quê, đấy. Quê, quê bộ bộ này đẹp nhất à? Đây là bộ đẹp nhất này à? Thế thì mỗi một lần thay quần áo là mất một phút thì trả 30 phút thì trả 30 lần gì? Ui, từ sáng thay 30 lần quần áo cơ.
xong rồi thay quần áo nhá, xong rồi thay quần áo ở trên ở dưới chán không sao, xong rồi đấy cứ quần áo dưới trên trên đấy quần áo đấy, xong rồi là quên quần áo ở dưới, xong rồi bây giờ là hai mẹ con đổ lỗi cho nhau các bạn này đấy, đổ lỗi nhau, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi ôi vậy nhìn lại đấy, ui ôi. Sau thời gian đợi một tiếng rưỡi thì chớp mắt một cái là đã về đến nhà đấy. Gia đình xuống đi. Không chuẩn bị. Xin chào tất cả các bạn. Rồi các bạn ơi, vậy là bạn Gonsi đã về đến nhà rồi. Và hôm nay thì anh Ato sẽ giới thiệu với các bạn và bạn Gonsi một chiếc xe thiết kế đặc biệt để dùng chuyên dụng. Đấy, để chiếc xe này. Đúng rồi, xe này là anh Ato mấy cả chị Sanxi tháo góp tiền vào mua để tặng cho bà nội để mẹ Thủy có nhìn đại diện, mẹ Thủy là bố đây nhá. Nói đúng ra là mẹ Thủy và chị Sanxi góp tiền mua cái xe này để cho bà nội, để bà nội đi đâu này, cái thiết là đi lại, cái này là xe ba bánh này ngồi rất an toàn, không bao giờ bị ngã đấy hả. À có nghĩa là bà Gonsi bảo là nếu mà mình đi nhanh phanh gấp đấy hoặc là nghiêng quá thì có thể sẽ đổ, nhưng mà tuy nhiên là cái độ đổ của nó rất là khó đúng không. Và các bạn nhìn thiết kế của chiếc xe này này nó rất là đặc biệt luôn, ba bánh, và đây là xe của người ta được thiết kế mới luôn, nên là dựng lên hoàn toàn chứ không phải là xe này là xe chế nha các bạn nhé. Đấy như này đấy, đấy các bạn nhìn này, đấy bánh này, bánh nó rất là to đấy. Và bạn Gonsi cũng đã biết đi rồi, đợt trước bạn Gonsi sẽ là người dạy bà đi đúng không. Hai nào hôm nay bảo bà đi cùng bạn Gonsi đi. Bà đi đi tập xe nữa không? Bà lội đi tập xe không? Đi. Đấy. Hôm nay là hay để hôm nay để bà chở bạn Gonsi đi. Đấy. Rồi, bà cho mượn xe. Bà cho mượn chìa khóa. Đấy, rồi bà đồng ý rồi. Hôm trước. Đúng rồi. Con cưng của bà. Hai nữa là chiếc xe này để đây 2 tuần rồi, 3 tuần rồi. Không biết là bà đã đi thạo chưa, nhưng hôm nay bạn Gonsi đã đi lần nào chưa nhỉ? Hả? Đây là đã, thế hôm nay có dám đi không? Ok, bạn Gonsi vào lấy xe lại, vào lấy chìa khóa đi, xong rồi đi thử nào. Rồi bây giờ thì anh tôi sẽ quay cho các bạn xem toàn bộ chiếc xe này. Đấy, toàn cảnh luôn. Đây này, đây là mặt phía bên phải, đây là đằng sau này. Đấy, thiết kế đằng sau. Đấy, và đây là mặt phía bên trái. Bà Gonsi đâu, lên xe đi. Được chưa? Ô, bà đi không? Đi. Bà đi. Bà đi tập xe. Thôi, bà đi rồi, bà ở nhà rồi. Ôi, bà đi ở nhà rồi á, bà đi cùng mà. Thôi ngại. Cái gì? Đi một vòng là về mà. Một vòng là về thôi. Bà đi vòng thế nào? Tập cả tuần rồi đi vòng con xem biết đi không? Đấy, xem bà nội đi xem nào nhá. Ấy, ông nội còn chưa biết đi xe cơ. Không, bạn Gonsi như này. Bây giờ để bà sẽ chở bạn Gonsi ra cái bãi tập. Xong đến ra đấy thì bạn Gonsi đi nhá. Còn bây giờ đi đường này hơi nguy hiểm, tại vì bạn Gonsi chưa với tới chân phanh nhé, nên bạn Gonsi cũng có thể không đạt được vào phanh đúng không? Không dừng được lại không? Đấy, như thế. À tới không? Thế mình đi thử một vòng bên kia không? Quay lại. Đi ra kia đấy đi. Ôi, khéo nhá. Không ai chạy theo đâu đấy. Nào đi đi, nào. Uầy uầy. Rồi, đi đi. Hả? Không, cứ đi thôi, còn bạn nhẹ ra nói đi chậm. Đấy. Rồi, các bạn có gì cậu? Uầy, nhiều chưa? Thôi bị nhiều luôn đấy. Nhanh lên, đợi bà. Để bà đi. Nào bạn, bà ra đi. Ôi, bà cầm cả gì đi cơ? Cái gì ấy mẹ? Con bảo là mẹ chỉ đi tập thử, mẹ mang cả cái này đi làm gì, mẹ đi mua đồ. Đi để cho mình quay. Nhưng mà mẹ cầm cái túi đi làm gì? Túi gì ấy? Nghe không? Bà mang cả túi đi hoành tráng ấy. Rồi các bạn ơi, xem bà nội đi ối. Bà đi tập xe mà bà mang cả túi đi mới sợ. Không hiểu bà mang túi đi làm gì nữa. Và bây giờ bạn Gonsi còn không biết nút này, phải đấy. Phải gọi là nhờ bà hướng dẫn luôn. Nhà bạn Gonsi ngồi đâu? Hả? Đâu? Lấy. Hôm nay là chậm anh nhắn. Đấy thôi, chị chậm thôi con ơi. Hôm nay là chậm nhắn. Đâu, hôm nay là chậm anh nhắn. Đấy. Đấy. Đấy rồi. Cẩn thận nhá, bạn con xin cẩn thận nhá. Đừng có mà kêu ầm lên nhá, kêu ầm lên là bà cuống ấy, hiểu không? Từ từ nhá.
Ok, ui bà đã xuất phát được kìa. Ấy, hôm nay bà đi giỏi thế nhỉ. Rồi bây giờ mình cũng đi thôi. Siêu sao cao thủ ấy, bà đi lần này đi có thể chắc tay ấy nhỉ. Có bạn Gonzi như bà tự tin hơn ấy. Gonzi.